Đây cũng chính là cửa hàng Cố Food thứ 239 chuyên kinh doanh hàng trăm mặt hàng nhu yếu phẩm, gồm các ngành hàng như thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng. Nhân dịp khai trương, từ nay đến ngày 6 tháng 7, quý khán giả có thể chọn mua rất nhiều sản phẩm đang được giảm giá lên đến 49%. Đặc biệt, từ nay đến ngày 11 tháng 7, khi cộng gộp các hóa đơn với tổng giá trị từ 1 triệu 500 ngàn đồng trở lên với ít nhất 200 ngàn đồng là sản phẩm hàng nhãn riêng Cố Mắt, quý khán giả còn được tặng ngay một phần quà giá trị. Các chương trình ưu đãi hấp dẫn trên đang được áp dụng tại Cố Food có địa chỉ 302/40 Hà Huy Giáp, phường Thành Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.